Vâng, Đại Thanh Audio gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Thì trong clip này em có lên một cái bộ karaoke giá rất là hợp lý. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng nhiều anh em thích những cái bộ mà bát 30 mà giá nó hợp lý mà đảm bảo được cái chất lượng âm thanh nghe hát karaoke cho gia đình. Thì tổng cái bộ này chia sẻ với anh em là một đôi loa bát 30 TL Show. Đấy, con này hàng bãi siêu đẹp luôn. Chẳng qua là thương hiệu nó không nổi tiếng thôi. Đấy, còn tiếp theo đó là một bộ máy, toàn bộ hàng mới hết nhé, đẩy, vang, nâng và mic. Thì cái bộ máy này thì em Thanh đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Đây là một bộ mà em bán tổng bộ trị giá 11 triệu cộng với con loa này nó là 7 triệu, thì thành là 18 triệu và bao ship vận chuyển cho anh em, dây jack đầy đủ hết cho các bạn đó. Còn anh em mua rời nó ra thì nó sẽ cao hơn một chút. Vâng, đó thì như cái bộ này ấy, thì nó sẽ đáp ứng được cái không gian chơi của anh em tầm 30 mét vuông. Cái con loa này là một đôi loa có từ khá là to, 190 côn 76, và nó khá là căng chất âm, nó đánh khá là căng tiếng cho anh em. Đấy, thì sau đây thì em Thanh sẽ test qua cái chất âm cái bộ này, tuy là không nổi tiếng nhưng mà chất âm nó thì không hề đơn giản đâu, nó đáp ứng được cái nhu cầu gọi là giá trị thì thấp mà gọi là ngon bổ rẻ đấy. Không cầu kỳ quá về thương hiệu thì có thể anh em có thể thêm một cái lựa chọn, nó chơi cái bộ như thế này. Sau đây em sẽ test một đoạn karaoke gửi tới anh em để anh em có một sự cân đối cho mình những bộ karaoke giá hợp lý. Tiếng bass rất là căng nhé. Sau đây xin phép trình bày ca khúc Gõ Cửa Trái Tim. Gõ cửa trái tim và nem được vào, dù tình xót đau trong thân huyền đào, mù vội với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thờ, nhìn lòng mắng răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Sau đây sẽ test một cái bạn làm nhạc bốc bốc một chút gửi nhau. Test nhiều thể loại nhạc thì anh em sẽ cảm nhận nó dễ hơn. Một đôi loa rất đầy đủ tiếng, chất âm rất là hay, tiếng hát này. Mới hôm nào lời hẹn thề còn nồng trên môi, mà ngày hôm nay như đã quá xa. Em nỡ quên đi thật sao bao đắm say ban đầu, để mình tôi bơ vơ nơi này. Đến sông này chiều ngày nào mình ngồi bên nhau, nhìn hoàng hôn phai tàn theo bóng đêm. Sao nỡ quên đi ngày qua bao ước mơ phai nhòa, đến tình sao xa xăm mịt mờ. Người quay lưng đành tâm rối gian, người ra đi sao quên hết câu thề. Còn nơi đây những tiếc nuối trong lòng còn lạnh lùng, ngày qua đi sao đành ta hát hiu. Đừng nói dối gian khi tình còn đây, người hãy biết chăng nơi này vẫn chờ. Nơi bên xưa vắng em dòng sông mang nỗi đau, nhìn bên kia sông người xưa khuất xa. Đi đi, ta bay chị ơi. Tiếng nhạc rất căng luôn anh em ơi. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà ta, lòng thầm mong một ánh mắt thật thoáng mong chờ. Ngỡ
yêu hỡi mãi mãi yêu nào. Em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đi bên mơ mơ của tình đôi ta. Dòng bước tới rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng xe sắt với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu. Lên đôi vai em ơi biếng trắng, tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây thật tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Mặc cho thời gian hớt hấm xô nhau bay cao. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô canh rồi. Thì đỉnh tiếng quá ok luôn anh em. Đó. Vừa rồi thì em Thanh cũng đã giới thiệu với anh em về chất âm của bộ hát 18 triệu này. Em hát khá là nhiều thể loại. Đó thì anh em cũng có thể xem clip. Thì thực ra clip ấy, nó chỉ tái tạo một phần nào thôi. Còn cái chất âm thực tế thì anh em hãy nên đến cửa hàng để trải nghiệm. Còn về phần nhạc, con loa này khá đủ giải và bass đánh rất là lực, bass chép đánh căng. Nhược điểm duy nhất của dòng loa này không nổi tiếng thôi. Còn cơ bản thì nó trong tầm 7 triệu nó khá là ngon. Đấy. Nó sẽ hơn những cái dòng loa mới nhái nhái bây giờ và cũng đảm bảo cho anh em về cái chất lượng, chất âm rất là ok. Đó thì trong clip này em chỉ làm cơ bản ngắn gọn như thế thôi. Mọi chi tiết anh em có thể liên hệ trực tiếp với em Thanh là 0376307374, em hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt cho anh em. Đó. Hoặc là anh em có muốn chơi ví dụ hệ vang số thì có thể nâng cấp thay vào đây. Tùy anh em do nhu cầu sử dụng. Đó, em cũng rất nhiều mã vang số để lựa chọn cho các bác. Vâng, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.